Phụ nữ mang thai cần làm gì trong mùa dịch? Thứ nhất, COVID-19 có lây từ thai phụ sang thai nhi không? Trước đợt bùng phát của chủng virus lạ từ Trung Quốc, nhiều người lo ngại rằng việc nhiễm COVID-19 khi mang thai sẽ ảnh hưởng đến em bé lẫn mẹ. Phụ nữ mang thai được cho là một trong những nhóm có nguy cơ cao nhất từ ảnh hưởng của đợt bùng phát chủng virus Corona mới từ Trung Quốc, bởi vì sự lây nhiễm của một số loại virus được biết là nó sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở phụ nữ mang thai, hoặc thậm chí khiến mẹ bầu sinh non. Vì vậy, nhiều người lo lắng rằng tình trạng nhiễm corona khi mang thai sẽ ảnh hưởng không tốt cho cả mẹ lẫn con. Các nghiên cứu gần đây cho thấy chưa có bằng chứng về khả năng lây truyền SARS-CoV-2 từ mẹ sang con trong quá trình mang thai. Hay mẹ nhiễm virus trong thời gian mang thai có thể gây ra tình trạng dị tật bẩm sinh, người ta cũng không tìm thấy SARS-CoV-2 qua xét nghiệm rau thai máu cuồng rốn, nước ối hay sữa mẹ. Bên cạnh đó, chưa thấy có sự liên quan nhiễm sắc COVID-2 và tình trạng sảy thai. Tuy nhiên, cũng có báo cáo cho thấy viêm phổi do virus nói chung ở phụ nữ mang thai có liên quan đến tăng nguy cơ sinh non, thai chậm phát triển và tử vong thai nhi và trẻ sơ sinh. Thứ hai, thai phụ nên nhớ rõ. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra, thai phụ cần phải biết cách tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và thai nhi. Thứ nhất, đảm bảo dinh dưỡng và rèn luyện thể lực hợp lý. Ngoài việc bổ sung đầy đủ và cân đối dưỡng chất cần thiết cho phụ nữ mang thai, chị em cần đặc biệt lưu ý bổ sung vitamin D, một loại vitamin cần thiết cho chuyển hóa canxi, phát triển hệ xương của thai nhi. Bình thường, cơ thể có thể tự tổng hợp vitamin dưới ánh nắng mặt trời, tuy nhiên trong điều kiện hạn chế ra ngoài trời trong mùa dịch, việc bổ sung lượng vitamin D bị thiếu hụt và rất cần thiết. Phụ nữ có thai cũng có thể lây bệnh như những người khác. Nếu tiếp xúc với mầm bệnh, do vậy, hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết là cách phòng bệnh tốt nhất. Thay phụ chỉ ra khỏi nhà nếu thật cần thiết và cần áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m với những người xung quanh, hạn chế chạm tay vào các vật có nhiều người tiếp xúc như nút bấm thang máy, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, dụng cụ tập thể dục, dụng cụ tập thể dục thể thao nơi công cộng, ghế ngồi, thiết bị vệ sinh công cộng, cây ATM, vé gửi xe thai phụ có thể bị lây bệnh nếu tiếp xúc với những đồ vật bị nhiễm virus phụ nữ co thai rất cần phải luyện tập vận động thể lực một cách hợp lý do phải hạn chế ra ngoài trong mùa dịch chị em nên tìm hiểu một số bài tập thể dục tại nhà dành cho phụ nữ co thai nhưng phải lưu ý các động tác thể dục cần điều chỉnh cho phù hợp với tuổi thai thứ hai vệ sinh sạch sẽ nhà ở và nơi làm việc nơi ở của phụ nữ mang thai cần khô thoáng vì vậy cần mở cửa sổ vừa giúp phòng có nhiều ánh sáng, đem lại tác dụng sát khuẩn, vừa tăng cường tổng hợp vitamin D cho cơ thể. Nếu không mở rộng cửa sổ vì lý do thời tiết, phụ nữ co thai có thể sử dụng các loại quạt thông gió nhằm tăng cường lưu thông không khí trong nhà. Cùng với đó, đặc trưng của SARS-CoV-2 là lây nhiễm qua giọt bắn của người nhiễm bệnh, qua hắt hơi, ho, nói. Giọt bắn có chứa virus tồn tại trên các bề mặt như bàn ghế, đồ dùng, với thời gian khá lâu, đặc biệt là trên các đồ vật bằng kim loại như tay nắm cửa, vòi nước. Do vậy, việc thường xuyên vệ sinh nơi ở bằng cách lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng hóa chất diệt khuẩn là điều quan trọng. Thứ ba, khám thai định kỳ. Hạn chế ra ngoài là phương pháp tối ưu để phòng dịch. Tuy nhiên, việc đi khám thai định kỳ rất cần thiết. Trong bối cảnh dịch bệnh, chỉ nên khám thai theo lịch hẹn của thầy thuốc, trừ khi có những dấu hiệu bất thường xảy ra. Lưu ý, chỉ siêu âm khi thật sự cần thiết, vì khi siêu âm có thể lây nhiễm virus nếu đầu dò siêu âm không được khử khuẩn. Khi đến khám, cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn tay sau khi tiếp xúc với các đồ vật như tay nắm cửa, thiết bị vệ sinh, tay vịn cầu thang, tránh đến cơ sở y tế vào giờ cao điểm nhằm đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét với những người xung quanh. Trong thời gian ở nhà, nếu thấy có những dấu hiệu nguy hiểm như đau bụng, da máu, ra nước ở cửa mình, đau đầu, nhìn mờ, buồn nôn hoặc nôn, không thấy cử động thai trong 6 giờ liền hoặc quá ngày dự kiến sinh mà không thấy chuyển dạ, cần báo ngay cho bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế có chức năng chăm sóc thai sản. Khi đi, bạn cần áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân như đã nêu. Nếu xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, tức ngực, thai phụ cần báo ngay cho cơ sở y tế địa phương để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Cần giữ tâm lý bình tĩnh, thoải mái, không hoảng loạn khi có các triệu chứng này lưu ý rằng có nhiều bệnh cũng gây các triệu chứng tương tự ví dụ như viêm họng cúm cũng có thể gây sốt và ho hy vọng rằng với những chia sẻ ngày hôm nay của kiến thức mẹ bầu sẽ giúp bạn có một thai kỳ khỏe mạnh cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những video tiếp theo